Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo số 36 nha quý vị. Ba cây sâm hương nha. Có bao gồm chậu luôn nha, 400k bao phí ship toàn quốc luôn ha. Hai cây số 1 nha. Đó, một cây ha, thành phẩm mà nè. Thấy chưa? Quái không? Một cây. Cái này là chậu nuôi nha quý vị, về mình thay chậu khác nha, mình về mình nuôi cho nó thành cây rồi tỉa cho nó đầy đặn hết rồi mình thay chậu khác nha. Cái chậu này là không là 30 35 ngàn rồi nha. Nè. Thấy không? Đó. Rồi. Có một combo nữa thôi quý vị ơi. Muốn mua nữa cũng có nữa. Hết rồi. Cái này ép chậu tôi không có ép nhiều, tôi ép có mấy cây. Rồi, vậy nha quý vị ha, ba cây 400. Bao phí ship luôn, có chậu luôn nha, xuống luôn.